Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị và khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, tù binh Mikhail Eskoda thuộc lữ đoàn 82, lực lượng tấn công đổ bộ Ukraine, đã bất ngờ tiết lộ về hãng tin Sputnik về kế hoạch của Ukraine ở nhà máy điện hạt nhân quốc. Theo Eskoda, trước cuộc tấn công vào tỉnh quốc, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky đã giao cho quân đội nhiệm vụ đột nhập vào nhà máy điện hạt nhân quốc và đặt chất nổ ở đó. Tù binh này cho hay, tướng Zizky đã đến nơi đóng quân của đại đội trinh sát số 9 thuộc lữ đoàn này vào ngày 5 tháng 8, một ngày trước cuộc xâm nhập vào quốc. Eskoda nói, chúng tôi tập hợp thành một vòng tròn, những phi đội có nhiệm vụ ra nước ngoài, đến Nga. Ông Zizky nói rằng, ngày này sẽ đi vào lịch sử. Ông ấy nói rất nhiều lời tốt đẹp, rằng các bạn là những chàng trai tuyệt vời. Mọi việc sẽ ổn thỏa bởi vì các con đường đã được mở. Trinh sát báo cáo rằng quân đội Nga không tập trung nhiều quân ở vùng lãnh thổ đó. Các bạn phải nhanh chóng đột nhập vào tỉnh quốc để đến được nhà máy điện hạt nhân. Eskoda nói thêm rằng, sau khi ông Zizky rời đi, các quân nhân bắt đầu đặt câu hỏi cho chỉ huy của họ về lý do tại sao họ phải đến nhà máy này. Tù binh Eskoda khai, họ nói chúng tôi phải gây bất ngờ cho Nga ở đó, đặt chất nổ ở đó. Chúng tôi hỏi, chất nổ gì? Tất cả chúng ta sẽ nổ tung ở đó và tử trận vì phóng xạ. Họ giải thích rằng, vào thời điểm đó, chúng tôi đã được đưa ra khỏi đó rồi. Ở đó chỉ còn lính Nga đến giành lãnh thổ của mình. Sau đó bom sẽ được kích nổ từ xa và mọi thứ sẽ nổ tung. Còn Ukraine sẽ đổ tội cho Nga đã cho nổ nhà máy. Trong khi giữa tháng trước, quân đội Nga cảnh báo sẽ trả đũa quyết liệt nếu Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân ở quốc và gây ô nhiễm phóng xạ. Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố, nếu Kiev thực hiện kế hoạch nhằm gây ra thảm họa nhân tạo ở phần lục địa châu Âu này, dẫn tới ô nhiễm phóng xạ trên vùng lãnh thổ rộng lớn, họ sẽ lập tức chịu các biện pháp đáp trả quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn. Bộ Quốc phòng Nga không nêu chi tiết biện pháp trả đũa có thể tung ra với Ukraine, nhưng nhấn mạnh bất cứ hành vi nào tấn công nhà máy hạt nhân quốc sẽ vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc về chống khủng bố hạt nhân. Ngày 4 tháng 9, quân đội Kiev xác nhận lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái thực hiện cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kiev và thành phố Lviv phía tây Ukraine gần Ba Lan. Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng kể lại đã nghe thấy một số vụ nổ ở ngoại ô Kiev và Lviv. Trong khi đó, các quan chức quân đội Kiev cho biết các đơn vị phòng thủ đang đẩy lùi các cuộc tấn công. Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, thống đốc Maxim Kuzitsky của khu vực Lviv thông báo, đúng vậy, vụ tấn công rất lớn. Nhiều tòa nhà dân cư đã bị hư hại tại thành phố Lviv, trung tâm hành chính của khu vực rộng lớn ở phía tây Ukraine. Chính quyền Lviv xác nhận 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương do vụ tấn công, theo hãng tin Reuters. Thị trưởng thành phố Lviv, ông Andriy Sadovy, cảnh báo người dân rằng tên lửa Kinzhal bay trên bầu trời Lviv, phòng không đang hoạt động, đừng quay video, hãy ở yên trong hầm trú ẩn. Trước đó, lực lượng không quân Ukraine cho biết toàn bộ nước này đã đặt trong tình trạng báo động không kích kể từ khoảng 1 giờ GMT ngày 4 tháng 9. Trong đó, khu vực Lviv được cảnh báo có thể bị tấn công bằng tên lửa. Ở phía Ba Lan, một thành viên của NATO, Bộ Tư lệnh tác chiến của các lực lượng vũ trang nước này, cho biết máy bay của Ba Lan và đồng minh đã xuất kích vào sáng sớm ngày 4 tháng 9, lần thứ 3 trong 8 ngày qua để bảo vệ không phận. Trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Ba Lan viết, đây là một đêm rất bận rộn khác đối với toàn bộ hệ thống phòng không ở Ba Lan, do hoạt động của lực lượng không quân tầm xa của Nga thực hiện các cuộc không kích. Nga đã tấn công Ukraine bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái trong 10 ngày qua. Đến nay, Nga vẫn khẳng định các cuộc không kích của nước này nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông của Ukraine không phải dân thường. Trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt, các binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không độc lập số 79 của lực lượng vũ trang Ukraine mang tên Tavriza mới đây đã đẩy lùi nhóm tấn công của quân đội Nga ở khu vực Donetsk. Theo thông báo, xe bọc thép và bộ binh Nga đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự theo hướng Kurakhiv. Đoạn phim về trận chiến được cơ quan báo chí của lữ đoàn công bố. Đại diện đơn vị cho biết, quân đội Nga một lần nữa thực hiện đợt tấn công ồ ạt trên quy mô lớn với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện cơ giới, đã cố gắng kiểm soát các vị trí của lính dù Tavriza. Tuy nhiên, trinh sát trên không của Ukraine đã phát hiện ra đoàn xe bọc thép của Nga khi chúng vẫn còn ở rất xa trên đường tiếp cận các vị trí phòng thủ và ngay lập tức bị pháo binh Ukraine
và những người điều khiển máy bay không người lái tấn công. Đại diện lữ đoàn dù số 79 cho biết, cảm nhận được sức mạnh của hỏa lực từ binh sĩ chúng tôi, quân đội Nga bắt đầu để lại trang bị của họ và bỏ chạy khỏi chiến trường. Theo những người lính dù Ukraine, cuộc tấn công táo bạo đã kết thúc với thiệt hại lớn về nhân lực và thiết giáp, khiến những người sống sót phải nỗ lực trốn thoát. Để hạ gục bộ binh Nga đổ bộ từ xe bọc thép, quân đội đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử kèm theo loại mang bom. Điều đáng chú ý là theo hướng Kurakhiv, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân đội Nga vào các khu vực đông dân cư bằng xe bọc thép và số lượng lớn bộ binh trong một thời gian dài. Bất chấp những làn sóng ngày càng dữ dội, lính dù Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí và phá hủy một lượng đáng kể trang thiết bị của Nga trong các trận đánh hạng nặng. Hai tuần trước, quân đội Nga đã huy động tới 27 thiết giáp cho cuộc tấn công, trong đó bao gồm 3 xe tăng. Quân đội Ukraine theo dõi chuyển động của đối phương với sự trợ giúp của máy bay không người lái trinh sát và ngăn chặn kịp thời. Trong những giờ đầu tiên của trận chiến, quân phòng thủ đã phá hủy 1 xe tăng và 5 xe chiến đấu bộ binh thông qua hỏa lực pháo binh, máy bay không người lái cảm tử dạng FPV, tên lửa chống tăng và nhiều loại vũ khí khác. Ngày 3 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại cảnh lực lượng nước này phá hủy hệ thống phóng loạt Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất mà lực lượng Ukraine sử dụng gần biên giới Nga. Đoạn video về vụ tấn công do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy hệ thống Vampire liên tục phóng rocket trước khi bị phá hủy bằng một đòn tấn công duy nhất. Theo bộ này, hệ thống Vampire được phát hiện khi lực lượng Nga tiến hành trinh sát ở tỉnh Sumy, Ukraine. Đây là khu vực mà quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh quốc của Nga hôm 6 tháng 8. Sau khi phân tích thông tin tình báo, chỉ huy quân đội Nga đã ra quyết định loại bỏ hệ thống phóng loạt của đối phương bằng đạn pháo Krasnopol có độ chính xác cao. Kíp điều khiển của Vampire đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Theo bản cập nhật hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 3 tháng 9, trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng Kiev được cho là đã mất tới 400 quân nhân và 12 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 3 khẩu pháo, 1 MLRS, 1 hệ thống tên lửa và súng phòng không, 1 trạm tác chiến điện tử và 12 ô tô. Bộ này cũng cung cấp thông tin cập nhật về thương vong của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công quốc. Theo ước tính mới nhất, lực lượng Ukraine đã mất hơn 9.300 quân, 80 xe tăng và hàng trăm xe cộ cùng thiết bị hạng nặng khác kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Ngày 3 tháng 9 trả lời câu hỏi về tác động khi Triều Tiên ủng hộ Nga. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố rằng nước này sẽ tiếp tục nỗ lực buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, khi Mỹ vẫn còn lo ngại rằng các giao dịch vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Moscow có thể kéo dài cuộc chiến ở Ukraine. Ông Miller nói, chúng tôi đã thấy tác động đối với Ukraine khi Triều Tiên ủng hộ cuộc chiến đó, thông qua việc chuyển các vũ khí mà đã xuất hiện trên chiến trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để buộc Nga chịu trách nhiệm về những hành động tại Ukraine và buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về ủng hộ Nga. Trước đây, Mỹ cũng đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo, đạn dược, vật liệu liên quan và các thiết bị khác để sử dụng tại Ukraine. Tuy nhiên, Triều Tiên và Nga đã bác bỏ các cáo buộc này. Ngày 17 tháng 5, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, bà Kim Jo-jong đã bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng bán vũ khí cho Nga. Bà Kim Jo-jong khẳng định thông tin về thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga xuất phát từ định kiến và hư cấu. Bà gọi đây là giả thuyết vô lý nhất và không đáng đánh giá hay giải thích. Về phần mình, Nga cũng cáo buộc việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi kết cục và chỉ làm kéo dài thêm cuộc chiến này. Tổng thống Nga Putin từng cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Nga sẵn lòng vũ trang cho Triều Tiên nếu Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine, tạo điều kiện cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga và Triều Tiên đã hồi sinh lại một thỏa thuận tương trợ quốc phòng. Theo thỏa thuận này, mỗi nước sẽ có trách nhiệm viện trợ quân sự cho nước còn lại bằng mọi phương tiện có trong tay nếu nước đó bị tấn công. Những động thái này được xem là nhằm đáp trả việc Mỹ và đồng minh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Nhà Trắng đưa ra quyết định này vào cuối tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, Mỹ đưa ra giới hạn là Ukraine chỉ được phép tấn công mục tiêu quân sự gần biên giới. Hôm 20 tháng 6, ông Putin cũng ám chỉ rằng một khi vũ khí Nga vào tay Triều Tiên thì chúng có thể từ đây tới những nơi khác trên khắp thế giới, bao gồm cả những nước và tổ chức đối đầu với Mỹ. Tổng thống Putin không nêu rõ sẽ cung cấp vũ khí nào cho Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bấy lâu nay mong muốn thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật trong kho đầu đạn hạt nhân, tên lửa, tàu ngầm và vệ tinh của nước Đông Á này. Đây cũng là những lĩnh vực mà Nga có lợi thế về công nghệ.